Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi Clash Farmer. Vì cái này nhân vật này có chỉ số thu thập ha, mà mình để ý là cái túi thu thập á là cộng điểm thu thập, nhưng mà sẽ giảm sát thương vật lý ha. Random mua khóa lại mua rồi mình sẽ đi tiếp. Lấy luôn random tiếp, thu hoạch luôn, lấy rồi mình sẽ đi tiếp. Random Amo máu còn kẻ thù máu cộng kẻ thù luôn, chơi liều luôn. Rồi mình sẽ đi tiếp luôn, chơi khô máu luôn, cộng kẻ thù luôn. Hút miếng máu nào, sọt gân luôn, cộng kẻ thù luôn, tốc độ đánh luôn, hút máu, may mắn trừ đam. Ui ôi cái nào, sọt gân. Thôi mình sẽ đi tiếp. Tại sao mình không mua badding vậy? Đầu game tốc độ chạy của mình chậm lắm mà. Nếu mua badding nữa mình chạy không kịp rồi die. Giờ mình đang tăng 10% kẻ thù ha. Armor Engineering trừ máu. Lấy luôn. Random hả? Lấy luôn. Hút máu hả? Không có gì ngon vậy. Shotgun luôn. Khóa lại lát mua shotgun luôn. Rồi đi tiếp.
Rít hả? Lại rít, lấy máu thôi. Đam trừ ren. Lấy máu. Ren mua lại luôn 53 ren. Quên đi phá trứng hả? Quên đi phá trứng rồi. Lại quên phá trứng nữa. Nhưng mà vẫn thiếu sát thương ta. Để ít dot nào. Random nhá. Combine shotgun. Đam. Reroll cái nào. Cây một hit die cũng được. Thôi mình sẽ đi tiếp. À mò đi. Kẻ thù luôn. À mò trừ máu. Cây một hit die. Máu cộng 3. Lúc. Thôi, mình sẽ đi dành tiền mua đồ ha. Mình quá tiêu diệt được con cấu rương rồi. Hên quá, vừa đủ sống. Lên lấy. Cho máu thì lấy. Sát thương trước ha. Lúc đã.
máu à. Cái này phải mua rồi. Thôi mình sẽ đi tiếp. Người ta thiếu sát thương hả ta? Thiếu sát thương quá. Huyết trừ mo. Máu còn hồi máu, random. Cộng sát thương luôn, 10% sát thương luôn. Kỳ rồi. Rồi, mình sẽ đi tiếp thôi. Boss nữa. Rồi con này nó bắn ghê vậy. Trời cái bọn ủi này. Nó có mấy cái con đỡ đòn giúp nó. Đài đi. Còn mấy hit rồi, không cho nó đai được ta. Đai đi. Rồi nó vậy mà không đai ta. Đai rồi hên quá. Quá may mắn. Không đủ tiền luôn. Rồi máu còn 10 lúc lấy. Rồi đèn 60. Lấy đèn đàm trước đã. Mò đót thôi. Một vì roi 16 thu hoạch. Không có gì ngon ta. Cái này được nè, cái này được. Cái này cũng tạm. Thôi, chạy đi tiếp. Không có tiền mua cái gì cả. Nó vẫn không cho mình cái đai bắn xuyên. Nhiều cây hơn, lấy. Độ bắn lấy cái nào cũng ngon mà giá cũng đắt cả, không có sát thương. Đợt sau đợt này mình phải lấy sát thương thôi. Bắt đầu cảm giác là sát thương không đủ.
Mệt nhất là mấy con bắn đạn ha. Lấy sát thương thôi, lấy sát thương thôi. Trời, cộng thêm kẻ thù nữa nè. Đàm rồi. Đàm không cho cái gì đàng hoàng hết. 40 thu thập ha. Dot ha. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Không bán vũ khí luôn mày ghê. Hồi quả đồng. Mình mua thêm số lượng quá vậy nó đông quá trời đồng. Tự mình hại mình luôn quá trời luôn. Không bắn hết luôn. Này là tự mình bóp mình nè. Quá trời không lụm hết luôn. Máu còn hòa máu à. Hòa mò đót thôi. Lấy sát thương luôn. Đang thiếu sát thương đây. Rồi đi tiếp. Này thì lấy tăng thêm số lượng kẻ thù. Quá trời. Sai lầm của mình. Tham quá thì thâm luôn ha. Nếu cái vũ khí có stack thì lấy thêm kẻ thù là ngon. Còn cái này là không có stack mà còn giảm nguyên liệu rớt ra nữa mà lấy một đống luôn. Trời, ghê vậy, đó trừ thu hoạch luôn. 12% đam, cộng 6. Tốc độ đánh mỏi, vũ khí khác nhau mình có. Còn có, ghê. Lấy hả, hút máu hả. Mình đẩy đót lên vậy. Thu hoạch ha. Cộng một cái trụ hòa máu. Gen một nguyên liệu chắc giờ mình không cần đâu. Cần xong phim rồi mà. Melidam, Rendam, Amo trừ tốc độ. Ghê vậy trừ 2 Amo luôn hả. Mà cộng 5 Rendam. Dot trừ 1 Amo. Lấy máu hả. Thôi mình sẽ đi tiếp ha. Cái đó nó cho 5 random có nên lấy không ta. Chỉ số trừ cũng nhiều quá. Cũng đang phân dân. Chắc thôi quá. 2 à mo cũng nhiều lắm. Trời, hết máu. Bây giờ ẩu quá sẽ đai nha. Ẩu quá sẽ đai nha, ẩu quá sẽ đai ha. Ôi ôi.
Element Dam không một máu hồi trừ 10% kẻ thù. Bán luôn. 9 dot rồi. Trời bây giờ nó mới cho mình thêm cây shotgun. Ủa. Lấy ha. Chơi liều luôn. Này Melee Dam mình không lấy ha. Random ha. Lấy. Giờ mới cho cái random đầu tiên. Rồi mình sẽ đi tiếp không. Cái khó là số lượng kẻ thù đông mà cái con đầu bươn nhiều quá khổ lắm à. Anh đầu bươn nhiều quá. Trời ơi, nó ủi một cái đi nửa cái máu rồi. Trời ơi. Đúng là bọn đầu bươn. Element Dam không có. Không lấy trụ luôn. Lấy máu hả? Hút máu đi. Shotgun. Cái vũ khí này nó có chênh lệch nhiều không? Rồi may mắn trừ một element dam. Bây giờ mà còn may mắn gì nữa mà may mắn. Hút máu. Rồi mình sẽ đi tiếp ha. Boss ha. Rồi sao quay 18 boss vậy. Tiêu rồi. Quay 18 boss không mới ghê chứ. Gặp trúng mấy cái con đầu bư ra nữa. Đầu bư này đầu bư sát thương to. Không phải đầu bư như con kia. Mệt nha. Đầu bư này khó chịu cực kỳ luôn. Đam nó ủi to lắm. Ôi đừng ủi tao nữa, đừng ủi tao nữa. Đừng. Đừng ủi nữa, đừng ủi nữa bạn ơi, đừng ủi nữa. Đai quá, đừng ủi nữa, đừng ủi nữa. Đừng ủi nữa, đừng ủi nữa. Trời ơi, shit đai. Ồ, cộng đam mỗi tốc độ mình có. Cộng một đam mà trừ 5 đam. Chơi kỳ vậy. Bán luôn. Mình lấy máu à. Bit dot. Trừ máu trừ 2 mo. Cái kỳ vậy. Không lấy ha. Random. Trời cái này còn cộng thêm quái vật nữa chứ. Hôm nay có 3 con ở đây nè. Trời ơi, thêm một con chuột ở đây nữa nè. Cứ vụ lấy hoài. Hết tiền rồi ha. Bây giờ quay cũng không đủ mua đâu. Thôi mình mua cái món cuối cùng luôn. Và vô đấu chùm ha. Không gáp được vũ khí map. Ủa? Chưa đấu chùm mà. Trời ơi, mình tính sai rồi. Mình tưởng đấu chùm. Sai lầm quá. Cứ tưởng vô đấu chùm không. Còn một màn nữa mà quên. Tính toán sai lầm.
Rồi quá giật quá nhiều. Quá giật quá nhiều. Mình lấy dot vậy. Nâng cấp. Máu hả? Shotgun. Trời ơi, giảm kẻ thù mà trừ 5%. Máu trừ 3 lúc. Random lại không đủ mua. Đấy, rồi, coi như mình hết tiền ha. Vô đấu chùm thật sự luôn. Mà là dot cũng cao mà đủ xả con này không ta? Thôi nó ủi mất nhiều máu lắm nha. Con đó là chiên ủi ủi khó chịu cực kỳ luôn. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Thường cũng to lắm mà nã nó không xi nhê miếng nào. Ôi sao có ủi tụi mình hoài vậy? Hai con thi nhau ủi mình bắn kêu tứ lung tung. Đội đai một con là khỏe rồi. Đai một con là siêu khỏe, còn lại xử thôi. Nã cho hai con lên đường luôn. Lên đường. Bông lúa vàng trừ element dam melee ren thu thập. Bông lúa vàng mình có 3 món màu đỏ không nhện cái bích am. Mà món này là mở khóa nhân vật, cái kiểu này bắt buộc phải lấy luôn. Mình tăng số lượng kẻ thù lên 25 đứa. Cái này 3 miếng con chuột nữa ha. Cuối cuối nó còn bán thêm một con này nữa. Nhưng mà quải quá nên không dám. Còn đây là chỉ số của mình ha. Rất là hên cầm cự được ha. Đó cũng vừa đủ để tránh né, sát thương cũng khá ổn mà. Rain 2 dam 24, sát thương cộng thêm là 52%. Rồi, và những món linh tinh ha. Thu hoạch lên 404 luôn. Động quá trời, mua bao ba cái bao túi này. Thì tính toán sai lầm một chút nhưng mà mình cũng đủ qua mạng ha. Vũ khí chỉ gáp được 2 cây đỏ thôi, 4 cây xanh ha. Coi như cũng được rồi. Thôi, video này mình chơi tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người ha. Coi như chơi xong lắp Farmer ha.